Hello, xin chào các bạn, mình là Bonbon đây. Hôm nay mình đang chơi game Lắp Ráp robot chiến đấu với lại người máy Bạch Tuộc. Bây giờ mình sẽ cùng xem và bắt đầu nhé. Đây là Bumblebee ở trong Transformer. Bây giờ mình cái game này mình đang mở khóa được ở level 4 rồi. Bây giờ mình sẽ chơi ở cái cấp độ 4 này nha. Bây giờ phải lắp ráp các bộ phận của robot vào với nhau thì mới thành robot để chiến đấu với thằng Bạch Tuộc à. Đây là chân, đây là bụng, đây là ngực, đây cũng chân. Bộ phận này là chân này, không phải mặt à, này bắp chân, tay, cái này nhìn ra luôn là tay, mặt này, kìa, mặt trông gớm nhá. Ý, không, cái vòng vòng là ngực. Ngược, ngược này. Đấy, chân.
bắt tay. Mặt. Ngực. Vai bên này nha. Chân. Bắp tay. Tay. Ok. Hoàn thành. Wow, robot này lắp lên trông khủng nha. Bây giờ phải lắp thêm vũ khí. Súng này. Đầu súng này. Cái gì này? Hộp nguyên liệu chứ. Đây, hai nguyên liệu. Lòng này. Đường dẫn này. Hộp thêm một nữa. Cái cỏ á. À, nằm này. Nằm từ trên. Đấy. Nằm trên. Nằm rồi. Để dưới. Ok. Đã lắp cho robot xong. Robot này hình như là nhiên liệu làm. Đấy. Vũ khí. Mày. Chết tôi qua một hai thêm mỗi con một xanh rồi hãy chạy ra à và xuống là bắn tướng đấy ha bang 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 chú 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 mày ha ai nó có súng xịn rồi đang sợ gì nha bò ha bang bang mày mày tiếp chiêu vâng wow con bút bắt ôi đạn ai xa à mình bị trúng chân rồi bị thương chân rồi mày chà hay tiếp chiêu quái này tiếp chiêu ăn đạn đi mấy con quái vật bạch tuộc này mấy con quái vật bạch tuộc này chà bảy rồi level 7 bạch tuộc này cấp độ 7 bạch tuộc ô bị ấy vào cánh tay rồi chà boss mày ô xuống nạn rồi, à, đau bị thương rồi. Xuống cả hai cánh tay rồi. Hai tay hai chân. Còn ngực với mặt nữa. Mày. Tránh nạn. Mấy cái nạn nó mày nhé. Được rồi, các em được đánh được đến cấp độ 10. Bây giờ trở về thanh menu nè. Level 5 thì chưa được mà. Mình chơi lại cái con Bumblebee này. Mình rất thích Bumblebee. Cao. Lắp ráp thôi. Ngực này. Chân bên kia. Cánh tay. Bụng. Cánh tay. Mặt. Ok. Lắp vỏ chân vỏ chân bên này vỏ mặt này vỏ ngực này vỏ tay bên kia ok 3, 2, 1 bây giờ là lắp súng vũ khí đầu đạn bom bắn hẳn bom luôn chà
giờ chiến đấu rồi. Mày chết, ăn đạn đi. Ăn đạn đi. Ăn đạn. Dám đến xâm lược trái đất. Ăn đạn đi. Không được xâm lược trái đất. Hãy chịu chết đi. Ăn đạn đi. Mày. Ha. Tiếp theo. Mày. Mày. Cha. Boss rồi. Mày. Ăn đạn đi. Mình bị một chân rồi. Thua rồi. Hai viên đạn mà lại cả người luôn. Có mỗi mặt. Thế rồi. Này, ăn đạn đi. Nó cẩn thận là đạn đấy. Đã chết mất. Ăn ớt. Ui. Chết to nó rồi. Sao phải cẩn thận được. Em vẫn đang chưa mở. Nếu mà các bạn hôm nay mình chơi đây thôi. Nếu các bạn thích video này thì hãy like và subscribe cho kênh của mình nhé. Bye bye mọi người.